Binh sĩ Ukraine nơi tiền tuyến đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo và các đơn vị phải thu hẹp quy mô tác chiến do viện trợ nước ngoài suy giảm. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, trước truyền thông cho rằng quyết định của Tổng thống Zelensky về việc sa thải tất cả những người đứng đầu phòng tuyển quân đã cản trở việc tái thiết lực lượng chiến đấu với Nga ở tiền tuyến. Hôm 14 tháng 12, một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Washington sẽ cạn tiền viện trợ cho Ukraine vào cuối tháng này. Liên minh Châu Âu EU dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 2 năm 2024 để thống nhất về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn trên sóng đài truyền hình Russia 1 của nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước nga không có lý do gì để tấn công NATO. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Trong phát biểu ngày 18 tháng 12 vừa qua của tư lệnh Tanavsky được đưa ra sau khi các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa chặn gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ và Hungary chặn 50 tỷ euro, tức 54,5 tỷ đô la Mỹ của Liên minh châu Âu, EU dành cho Kiev. Tướng Oleksandr Tanavsky, Tư lệnh nhóm tác chiến chiến lược Tabria, phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine cho biết, sụt giảm viện trợ quân sự từ nước ngoài cũng tác động đến tình hình giao tranh. Việc cung cấp không đủ đáp ứng nhu cầu buộc các đơn vị tái phân bổ khí tài và đạn dược. Chúng tôi phải xây dựng lại kế hoạch và thu gom quy mô tác chiến trước tình hình này tướng Oleksandr Taranovsky phải thừa nhận hiện quân đội Ukraine đang phải đối mặt vấn đề rất lớn đó là các đơn vị tiền tuyến thiếu đạn pháo tình trạng khan hiếm được ghi nhận trên toàn bộ tiền tuyến trong đó đặc biệt thiếu hụt đạn cỡ 122 và 152 mm chuẩn liên xô tiết lộ từ tướng Taranovsky nhấn mạnh sự phụ thuộc của Kiev vào viện trợ quân sự phương Tây trong bối cảnh xung đột với Nga dọc theo chiến tuyến 1.000 km sau gần 22 tháng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Tư lệnh Mặt trận phía Nam của Ukraine đưa ra nhận định rằng lực lượng Nga cũng đang phải đối mặt với các vấn đề về đạn dược nhưng không nêu chi tiết. Bên cạnh đó, ông thừa nhận lực lượng Nga đã đạt được thành công một phần ở một số khu vực. Ukraine hiện bước vào mùa đông khắc nghiệt với cái lạnh thấu xương, tầm nhìn hạn chế và thiếu che phủ do cây đang trụi lá. Có thể nói, điều này chính là thách thức đối với cả đôi bên. Tuy nhiên, tướng Tanaski tự tin rằng quân đội Ukraine đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động quân sự trong điều kiện mùa đông, mong có thể tạo đột biến trên chiến trường. Vào tháng 8 năm 2023 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã quyết định sa thải tất cả 33 người đứng đầu các trung tâm tuyển dụng quân nhân tại Ukraine vì cáo buộc họ đã nhận hối lộ để làm giả kết quả giúp cho một số công dân trốn quân dịch. Ông Zelensky cho biết sẽ thay mặt những người này bằng các thương binh quay trở lại từ tiền tuyến. Tuy nhiên, trước tuyên bố này, ngày 18 tháng 12 mới đây, tướng cao cấp nhất của Ukraine, ông Zaluzhny cho biết quyết định của Tổng thống Zelensky hồi đầu năm nay về việc sa thải người đứng đầu tất cả các văn phòng tuyển dụng quân sự đã cản trở nỗ lực đưa thêm quân mới cần thiết để chiến đấu với lực lượng Nga ở tiền tuyến. Đây là những chuyên gia, họ biết cách làm điều này, tuy nhiên họ lại bị sa thải. Trước đó, mối quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và Zaluzhny được cho là có những xung đột. Văn phòng Tổng thống đã sa thải một trong những cấp phó của ông Zaluzhny vào tháng trước và một phụ tá của Zelensky đã chỉ trích vị tướng hàng đầu vì phát biểu với một cơ quan truyền thông phương Tây rằng xung đột giữa Ukraine và Nga đã đi đến bế tắc. Mâu thuẫn giữa ông Zelensky và Zaluzhny nhiều lần đã được nhắc đến trên truyền thông. Hồi tháng 3 năm nay, tờ Bin của Đức cho biết tranh cãi nổ ra khi Tổng tư lệnh Zaluzhny kêu gọi binh sĩ rút khỏi Bakhmut, một chiến trường thèm chốt trong xung đột giữa Nga và Ukraine nhiều tuần trước đó. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề xuất này. Vào hôm 17 tháng 12, cơ quan an ninh Ukraine xác nhận rằng họ đang điều tra việc cài đặt một thiết bị nghe lén tại một trong những phòng làm việc của tướng Zaluzhny. Vị tướng này xác nhận rằng ông không phải là chỉ huy quân sự cấp cao duy nhất bị các điệp viên tới thăm. Mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội nước này Valery Zaluzhny dường như đang ngày càng leo thang. Liên quan đến vấn đề viện trợ của Mỹ cho Ukraine, trước đó đã có nhiều thông tin về việc Mỹ giảm viện trợ cho Ukraine khiến thế giới xôn xao. Phần lớn vũ khí tài trợ cho xung đột với Nga đều do Mỹ và các nước phương Tây hỗ trợ. Theo thông tin mới nhất hôm 18 tháng 12, một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Washington sẽ cạn tiền viện trợ cho Ukraine vào cuối tháng này. Theo tờ Politico, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng chính quyền của Tổng thống Biden có kế hoạch công bố thêm một gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong tháng này, nhưng sau đó nguồn tài trợ cho Kiev sẽ cạn kiệt. Ông Kirby nhấn mạnh, khi việc đó hoàn tất, chúng tôi sẽ không còn quyền bổ sung nữa. Ukraine vẫn cần sự giúp đỡ của chúng tôi và đã đến lúc quốc hội phải hành động nhanh chóng và đứng lên bảo vệ tự do, dân chủ cũng như lợi ích an ninh quốc gia của chính chúng ta, những vấn đề có vai trò rất lớn. Hôm 17 tháng 12, quan chức phụ trách tài chính của Lầu Năm Góc, Matt Kott đã gửi thư kêu gọi quốc hội phê duyệt gói viện trợ bổ sung trị giá khoảng 111 tỷ đô la Mỹ theo đề xuất của chính quyền Tổng thống Biden. Khoản tiền này đang bị mắc kẹt ở Điện Capitol khi chính quyền ông Biden đang gặp phải làn sóng phản đối từ Đảng Cộng Hòa. Bên cạnh đó, các nhà lập pháp Mỹ đang tranh luận về việc ràng buộc các hạn chế an ninh biên giới với nguồn viện trợ cho Ukraine. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer đã yêu cầu các thượng nghị sĩ hoãn kỳ nghỉ quay lại làm việc trong tuần để thảo luận nhằm đạt được thỏa thuận khung đàm phán viện trợ cho Ukraine. Phát ngôn viên Lầu Nam Góc, Thiếu tướng Charlie Dato cho biết Tính đến ngày 6 tháng 12, lầu năm góc còn 1,1 tỷ đô la Mỹ để bổ sung cho kho viện trợ. Tuy nhiên, ý kiến khác nói rằng Mỹ đang phân bổ số tiền đó để mua vũ khí mới, thay thế những vũ khí mà lầu năm góc đã gửi từ Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden đã tìm cách thuyết phục người dân Mỹ viện trợ nhiều hơn cho Ukraine bằng cách nêu bật lợi ích đối với các nhà sản xuất Mỹ và thị trường việc làm không chỉ có Mỹ mà các nước Liên minh châu Âu EU đã dự kiến về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 2 năm 2024 để thống nhất về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Cụ thể, sau cuộc gặp với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo ngày 18 tháng 2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charlie Michael cho biết lãnh đạo các nước thuộc Liên minh châu Âu EU sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 trong nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông cũng nhắc lại việc 26 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý tiếp tục tài trợ cho Ukraine và các nước này nỗ lực thuyết phục Hungary để có thể đạt được sự nhất trí về vấn đề tài trợ cho Ukraine. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào hôm 14 đến ngày 15 tháng 12 ở Bruxelles, Thủ tướng Hungary đã phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu cấp cho Ukraine khoản tiền hỗ trợ lên tới 50 tỷ euro dưới dạng các khoản vay nhằm duy trì bộ máy nhà nước của quốc gia này. Được biết kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào hồi tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây đã hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu này. Mới đây, ba quốc gia gồm Litva, Thụy Điển và Canada lên kế hoạch thành lập một nhóm lợi ích chung vì Ukraine trong khuôn khổ diễn đàn vận tải quốc tế để hỗ trợ phục hồi ngành vận tải và phát triển các tuyến logistics của Ukraine. Thông tin trên đã được Thứ trưởng Bộ Cộng đồng, lãnh thổ và phát triển cơ sở hạ tầng Ukraine công bố vào ngày 18 tháng 12. Thứ trưởng cho biết thêm rằng, phương hướng chính của nhóm làm việc này là điều phối hỗ trợ các nhu cầu vật chất liên quan đến vận tải và hỗ trợ phân tích để khôi phục các kết nối giao thông. Dự kiến các dự án đầu tiên của nhóm sẽ nhằm phát triển bền vững vận tải đường bộ và đường sắt ở Ukraine. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có đáp trả cho việc Tổng thống Mỹ nói rằng nếu Moscow giành chiến thắng ở chiến sự Nga-Ukraine, Nga sẽ tấn công vào một thành viên NATO. Hồi cuối tháng 7, khi nói về khả năng đối đầu với NATO, ông Putin cho rằng dù Nga không muốn xung đột với liên minh quân sự này, nhưng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng gọi NATO là sân sau của Mỹ trong cuộc phỏng vấn trên. Theo đó, trong một chương trình truyền hình phát sóng hôm 17 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không có vấn đề gì với các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đồng thời, theo hãng thông tấn RIA, ông putin cũng gọi tuyên bố của tổng thống mỹ joe biden cho rằng nga có thể tấn công nato là vô nghĩa cụ thể ông putin phát biểu nước nga không có lý do cũng không đạt được lợi ích gì từ những lợi ích địa chính trị kinh tế cho đến quân sự để đối đầu với các nước nato trong bài trả lời phỏng vấn ông putin cho biết ông là một nhà lãnh đạo ngây thơ ở giai đoạn đầu sự nghiệp chính trị mặc dù ông có nền tảng vững chắc khi từng làm việc cho cơ quan tình báo liên xô ông Putin cáo buộc. Thực tế là sau khi Liên Xô sụp đổ, họ cho rằng chỉ cần chờ một chút nữa là có thể phá hủy hoàn toàn nước Nga. Tổng thống Nga từng tin rằng phương Tây sẽ coi Nga là một quốc gia hoàn toàn khác sau khi Liên Xô sụp đổ và rằng không còn sự khác biệt về ý thức hệ nào dẫn đến một cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa hai bên. Ở thành phố Liman, tỉnh Donetsk, Nga phá hủy hệ thống pháo tự hành Zuzana 2 do Slovakia sản xuất. Một xe tăng, ba xe bọc thép triệu quân, 5 ô tô và làm bị thương và thiệt mạng khoảng 220 lính Ukraine. Ở tỉnh Donetsk, quân Nga ngăn chặn chính của tấn công của Ukraine khiến cho Ukraine mất 190 quân, 5 xe chiến đấu bộ binh, trong đó có một xe Bradley do Mỹ sản xuất, hai khẩu pháo m một hệ thống pháo Acacia và 3 khẩu pháo D-30 ở tỉnh Zaporizhia, quân Nga ngăn chặn hai cuộc tấn công của Ukraine và tấn công ba lũ đoàn của Ukraine gần làng Rabutino, Zebrebrianska và Neteryanska, khiến cho Ukraine mất 30 lính, hai phương tiện cơ giới và một khẩu pháo D-30. Tại tỉnh Kherson, quân Nga tiêu diệt 50 lính Ukraine và phá hủy ba phương tiện vận tải. Đáng chú ý, Nga đã phá hủy một khẩu pháo M109 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo Krab do Ba Lan sản xuất. Trong ngày, Nga hạ 25 máy bay không người lái UAV Ukraine trên khắp chiến tuyến và đánh chặn hai tên lửa do hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS phóng. Trong ngày 18 tháng 12, các lực lượng Nga triển khai dọc mặt trận chiến tuyến dài 2.000 km đã mất 44 xe tăng vì nhiều nguyên nhân. Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên. Người phát ngôn của AGS nói rằng các ưa tính của quân đội Ukraine về tổn thất của Nga chủ yếu thông qua việc phân tích video từ máy bay không người lái về các cuộc tấn công, phá hủy thiết bị quân sự, binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương. Các nguồn tin của Nga và Ukraine đều báo cáo rằng các hướng tiếp cận thành phố Avdiivka tại vùng Donbass, nơi diễn ra các trận giao tranh ác liệt nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công vào khu vực này từ đầu tháng 10, vẫn là điểm nóng lớn nhất những ngày gần đây. Các trang mạng xã hội của quân đội Ukraine ghi lại cảnh Tiến theo từng hàng trước khi bị pháo và tên lửa dẫn đường tấn công, một đoạn video do máy bay không người lái ghi lại vào ngày 16 tháng 12 gần ngôi làng Krasnohorivka ở ngoại ô Avdiivka cho thấy hơn 13 xe tăng và quân nhân thiết giáp bị tấn công và dường như bị đẩy lùi trong các cuộc tấn công bằng đạn pháo. Ít nhất ba nhóm máy bay không người lái tấn công của Ukraine đang hoạt động tại khu vực Avdiivka với nhiệm vụ nhắm mục tiêu vào bộ binh Nga đang ẩn đắp hoặc đốt cháy và phá hủy các xe bọc thép của Nga bị trúng đạn hoặc bị hư hại giao tranh ác liệt dường như đã lan rộng vào cuối tuần qua. Nhiều báo cáo ghi lại nỗ lực tiến quân của lực lượng Nga do thiết giáp dẫn đầu và pháo binh hỗ trợ tại nhiều địa điểm dọc theo chiến tuyến. Các blogger quân sự Nga và Ukraine đều đưa tin vào cuối tuần qua về các cuộc tấn công đáng kể của Nga nhằm vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Kupiansk ở phía đông bắc, khu vực Bakhmut ở phía đông nam, khu vực Zaporizhia ở phía nam và khu vực Kherson ở phía tây nam. Các lực lượng nga đã duy trì thế chủ động và đang cố gắng tiến công theo nhóm gồm 10 đến 20 phương tiện hoặc trong một số trường hợp là các nhóm bộ binh. Thông báo của nga cho biết sau khi xác định được vị trí của trạm radar, pháo tự hành M109 Paladin và một số khẩu pháo kéo khác của đối phương ở bờ đông sông Dnipro, chỉ huy nhóm tác chiến Donetsk đã triển khai UAV cảm tử Lancet để tập kích. Toàn bộ khí tài của đối thủ sau đó đều bị bắn nổ. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này mới đây đã sử dụng UAV Lancet để tập kích một cứ điểm của Ukraine gần khu định cư Verbovoye, vùng Zaporizhia. Các chỉ huy Ukraine tiết lộ, UAV Lancet là một trong những mối đe dọa chính đối với khí tài hạng nặng của nước này ở tiên tuyến. Với kích thước nhỏ và được làm bằng vật liệu composite, UAV của Nga gần như không thể bị phát hiện bởi radar thông thường. Sau khi được triển khai, Lancet sẽ lao thẳng vào mục tiêu với vận tốc tối đa lên tới 300 km một giờ. Hai S19 Amstar S152mm do Viện Thiết kế UZTM phát triển vào những năm 1980, chính thức được đưa vào hoạt động năm 1989. Pháo được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, xe tăng, xe bọc thép chở quân, phá hủy các công trình phòng thủ, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương. Hồi tháng 6 năm nay, Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec thông báo đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô pháo 2S19M1 1 m s theo đơn đặt hàng Quốc phòng Nhà nước năm 2023. Liệu pháo đã được đưa đến các căn cứ thường trực. Được biết, phiên bản nâng cấp của liệu pháo được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hòa lực tự động, cho phép bắn vào mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tầm bắn tối đa của 2S19M1 1 m s là 29 km. Pháo có thể bắn các loại đạn gây nhiễu có sức nổ lớn, được hỗ trợ bởi tên lửa, cũng như các loại đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol. Interfax Ukraine đưa tin, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny ngày 18 tháng 12 đã bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của Tổng thống Zelensky hồi tháng 8 khi sa thải toàn bộ quan chức tuyển quân địa phương. Vào thời điểm đó, ông Zelensky chỉ đạo mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng, liên quan tới hành vi lạm dụng chức quyền, làm giàu bất hợp pháp và đưa những người đủ điều kiện nhập ngũ vượt biên, bất chấp lệnh cấm thời chiến. Khi được các phóng viên hỏi bên lề một sự kiện rằng liệu quyết định này có ảnh hưởng đến khả năng huy động lực lượng Ukraine hay không, ông Zaluzhani đã bày tỏ sự không đồng tình với động thái của ông Zelensky. Khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về kế hoạch gần đây của Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường hoạt động tuyển quân, ông Zaluzhani cho rằng hệ thống cũ nên được áp dụng trở lại. Interfax Ukraine dẫn lời ông cho biết vẫn còn khá sớm để đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển quân đối với các vấn đề huy động, không cần thiết phải tăng cường mà phải áp dụng trở lại những chương trình và những khuôn khổ trước đây. Trong thời gian qua, truyền thông đưa tin về những bất đồng trong quan điểm giữa ông Zelensky và tướng quân đội hàng đầu Zaluzhny. Một trong những vụ việc điển hình là khi ông Zaluzhny thừa nhận với truyền thông phương Tây rằng chiến sự với Nga đang bế tắc và Moscow hưởng lợi từ tình trạng này. Ông Zelensky và văn phòng của ông sau đó đã bác bỏ tuyên bố này. Tổng thống Ukraine sau đó cũng cảnh báo các tướng lĩnh quân đội nước này không can thiệp vào nền chính trị của nước này. Tướng Oleksandr Tanavsky, tư lệnh nhóm tác chiến chiến lược Tavria, phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine, hôm nay thừa nhận, vấn đề rất lớn với các đơn vị tiền tuyến là thiếu đạn pháo. Tình trạng khan hiếm được ghi nhận trên toàn bộ tiền tuyến, trong đó đặc biệt thiếu hụt là đạn cỡ 122 và 152mm chuẩn liên xô, ông cho hay. Tướng Tanavsky thêm rằng, sụt giảm viện trợ quân sự từ nước ngoài cũng tác động đến tình hình chiến trường. Chỉ huy Ukraine nói nhưng không công bố chi tiết, mức độ cung cấp không đủ đáp ứng nhu cầu buộc các đơn vị tái phân bổ khí tài và đạn dược. Chúng tôi phải xây dựng lại kế hoạch và thu gọn quy mô tác chiến các đơn vị Ukraine ở mặt trận Đông Nam đã chuyển sang thế phòng thủ, nhưng duy trì hoạt động tấn công tại một số khu vực. Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu chiến thắng và đang chuẩn bị lực lượng dự bị cho những hoạt động quy mô lớn, tướng Tanapsky khẳng định. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ tiếp tục chặn gói viện trợ quân sự 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Hungary hồi tuần trước cũng ngăn cản gói viện trợ 50 tỷ euro của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine, khiến cho các nước thành viên khác phải tiếp tục thảo luận vấn đề này vào năm sau. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tháng trước thừa nhận EU không thể đặt mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn pháo 155mm cho Ukraine trước tháng 3 năm 2024 như kế hoạch. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba sau đó nói rằng EU mới chuyển 300.000 viên đạn pháo trong cam kết. Theo luật pháp Nga, để đủ điều kiện tranh cử, một ứng viên độc lập cần phải thu thập ít nhất 300.000 chữ ký của người ủng hộ. Hội đồng Liên bang Nga, Thượng viện Nga hôm 7 tháng 12 đã bỏ phiếu thông qua ấn định bầu cử Tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Tổng thống Putin sau đó đã xác nhận sẽ tái tranh cử. Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành gần đây cho thấy ông Putin vẫn là chính trị gia được yêu thích nhất ở Nga. Ông từng tự đề cử trong các cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2000, 2004 và 2018. Năm 2012, ông tranh cử với tư cách ứng cử viên đại diện của Đảng nước Nga Thống nhất, UR. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, đã có hơn 19.000 người Palestine ở Gaza thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Tờ The Guardian ngày 18 tháng 12 dẫn lời người dân địa phương cho biết, Thành phố Khan Yunis ở miền nam Gaza ngày qua chứng kiến các đợt giao tranh dữ dội giữa máy bay chiến đấu, xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel IDF với loạt rocket phóng từ súng phản lực chống tăng của Hamas. Theo IDF, trong một đợt không kích vào Khan Yunis, lực lượng này đã triệt hạ 7 tay súng Hamas, phát hiện các bộ phận sản xuất rocket và ba đường hầm của đối phương. Cùng ngày, người phát ngôn cơ quan y tế Gaza, Araf Ankidra nói rằng, một quả đạn xe tăng của Israel đã bắn trúng bệnh viện Nasser Kanjunis khiến cho một bé gái 13 tuổi thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Pháp cũng báo cáo về một nhân viên lãnh sự Pháp quán ở Gaza thiệt mạng do chúng không kích của Israel tại thành phố Rafah ở miền nam Gaza. Tại chiến trường miền Bắc Gaza, hãng thông tấn Palestine, Wafa đưa tin rằng đã có 90 dân thường Palestine thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau cuộc tấn công một ngày trước đó của Israel vào trại tị nạn Jabalia, trại tị nạn lớn nhất Gaza. Trong ngày, IDF thông báo có thêm 4 binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng từ đầu xung đột lên 126. Những nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. KCNA cho biết, ICBM đã bay xa 1.002 km trong 4.415 giây, ở độ cao tối đa 6.518,2 km trước khi lao chính xác xuống mục tiêu ở vùng biển phía đông Triều Tiên kcna cho biết nhà lãnh đạo kim jong un bày tỏ sự hài lòng với vụ phóng khẳng định đây là minh chứng thực tế về điều kiện thực tế và độ tin cậy của khả năng tấn công đáng gờm và khả năng gian đe chiến tranh hạt nhân tuyệt đối mà lực lượng vũ trang triều tiên sở hữu lưu ý rằng đây là dịp để thể hiện rõ ràng hành động nào triều tiên đã chuẩn bị và lựa chọn nào triều tiên sẽ thực hiện khi washington đưa ra quyết định sai lầm lãnh đạo kim jong un đánh giá cao vụ phóng một lần nữa và thể hiện rõ ý chí của triều tiên về phản ứng cứng rắn nhất và sức mạnh áp đảo. Hôm 18 tháng 12, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn một tên lửa tầm xa về vùng biển phía đông khi Mỹ và Hàn Quốc tìm kiếm sự hợp tác hạt nhân chặt chẽ hơn trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Đây là vụ phóng ICBM thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay và lần phóng ICBM nhiên liệu rắn hoa sông 18 thứ 3 sau các vụ phóng vào tháng 4 và tháng 7. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân toàn diện và sắp xếp, xếp thích hợp cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của họ. Sau khi trận động đất mạnh 6,2 độ Richter làm dung chuyển huyện Tích Thạch Sơn ở Cam Túc, phía tây bắc của Trung Quốc vào lúc nửa đêm ngày 18 tháng 12 theo giờ địa phương. Cho đến nay, trận động đất đã khiến cho 100 người chết ở tỉnh Cam Túc và 11 người chết ở tỉnh Thanh Hải lân cận đồng thời làm hư hại một số cơ sở hạ tầng như nước điện giao thông và hệ thống thông tin liên lạc ông tập đề nghị chính quyền địa phương cứu chữa điều trị kịp thời cho những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình động đất và diễn biến thời tiết để đề phòng các thiên tai thứ cấp Ông cũng kêu gọi phân bổ hàng cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng như điện, thông tin liên lạc, giao thông và cung cấp chỗ sưởi ấm cũng như chỗ ở tích hợp cho những người bị ảnh hưởng để đảm bảo nhu cầu sống cơ bản của họ. Hội đồng nhà nước Trung Quốc cử một nhóm công tác đến các khu vực bị thiên tai để hướng dẫn công tác cứu trợ động đất. Quân đội Trung Quốc hợp tác với chính quyền địa phương để thực hiện cứu trợ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng đưa ra chỉ thị, đột đốc các nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt và cứu chữa những người bị thương nhằm giảm thiểu thương vong. CCTV đưa tin, lều, giường gấp và chăn bông đã được gửi đến các khu vực xảy ra thảm họa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, nhiệt độ thấp nhất qua đêm trong khu vực đang là âm 15 đến 9 độ C. Động đất thường xảy ra ở khu vực miền núi phía Tây Trung Quốc, nơi nổi lên tạo thành rìa phía đông của cao nguyên Tây Tạng. Tới đây chương trình xin được phép kết thúc. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận với các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích Việt Times, đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào những video tiếp theo.